ra quay anh Trương cái. Đây, cứ phải làm luôn cái số liên hệ này. Nào, đừng có hỏi nhiều. Lần nào quay cũng có số rồi. Cây gì đây đây anh ơi? Cây gì đây? Lạ nhỉ? À thế à? Sao chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ? Đường phố mình hoa tím tím và đường phố mình có từ ấu khu. Anh nhớ là khu trên nó bảo sơn như này anh có ai có nhiều. À cái cây nó giống giống cây hoa ban à? Ở ban chính như nó kiểu đấy. Ban này. Kiểu đấy, thế nó bán hoa cây bướm. Bao tiền đấy anh? Ơi, cái cây này là 8.500. Hay nhỉ? Quái nhỉ? 8.500 rồi. Nó hơi to đấy. Cánh bướm. Họ hoa ban cứ tạm gọi đi. Đây, cái lộc nó đỏ chót rồi đấy. Lộc đỏ chót. Lộc đỏ chót. Quần quại cao độ chắc độ gần mét. Tiếp hoa ban phải kêu hoa ban em thấy bảo là họ cho hoa ban đúng không? Móng bò. Vâng, móng bò đấy. Nhưng mà nhìn nó lạ quá nhỉ, nó lá nó bé không nhận ra mà nó mỏng mỏng lá không nhận ra. À đúng, cái móng bò đấy. Móng bò quái ghê nhỉ, chúng có đấy, chúng có đấy, hiếm có đấy, đồ lạ đấy, mới mòn lắm rồi chơi bóng cây thành cổ thế. À vâng, hay quá. Này phiên nào cũng có đồ lạ chơi. Trước kia là chơi đồ gốm đồ sứ. Đồ gốm đồ sứ thì cũng là cái thú đam mê. Cả hai mặt đều đẹp, khắc ghép tí sai. Chơi cái gì? Xanh quay mặt sau ở cái cây móng bò này bạn gọi là cái hoa ban. Móng bò mình bán như cái vai bò. Hết đi, chốt đi, chốt đi. Ở đây thì là có thằng cha này nó ở đó nằm đây là nó cho cái gì lên xe đây? À đây quá. Tàu kia là sao anh? Khủng đấy nhỉ. Cây đẹp quá. Mới nghiện cây này. À đấy ạ. Cây nhài này hiếm cũng tốt đấy. Thôi được. Bốc cây để các em xem nó. Toàn bộ mua một bộ ấm chén này được. Đây toàn chén. Đây, cái này rụt này hay này. Chén làm bộ ấm nữa. Ba cái chén rồi làm bộ ấm. 2.500 cho bàn giấy. Đấy, quay giao dịch thành công cái con nhà này cái. Mấy triệu thì các bác thử ước lượng nhá. Tùy chỗ cái nhà rồi đấy. Ok si đẹp quá nhỉ. Hàng cấp dẫn. 20 triệu. Đấy.
chơi dần dần thôi. Sao đấy? Làm cây chơi thôi bác, chẳng phải chơi nhiều. Làm được cái xi này với lại xi chuẩn này, dầm mập, dầm mập, chơi này mình sướng, ăn khỏe cây. Được đấy, nghe coi đấy. Vài ba năm nữa cái bệ nó ổn lên. Con này chỉ tôi đang nữa. Tuyệt vời. Ông mua được, cái gốc cây của cái đề. Cái gì? Hoa sữa. Hoa sữa. Ôi con này hay đấy nhỉ? Bao tiền? Vẫn đúng. 6 triệu. Độc đáo đấy. Độc đáo đấy. Thật mà. Bắt đáng cơ. Bảo là cây hoa sữa là thuộc diện hiếm đấy. Cái bệ hoa sữa làm được. Hoa sữa làm được. Độc đáo đấy. Cái này đi chơi được. Bác đi chơi đi. Hàng xách tay sạch sẽ, ổn rồi. Bác nào tập chơi chơi đẹp mà đi chơi sâu rồi chơi cũng được. Ông tập chơi thì cứ chơi các loại này. Chơi phát chơi luôn. Đi chơi là cái đẹp nhất luôn. Đi chơi những cái xấu xấu lên rồi sau nó chán. Chung là cứ muốn tạp nha mỗi lần triệu bạc hơn triệu bạc về cốp lại các bạn. Quan trọng là gặp bỏ hết. Gặp cây đẹp trước mới là được. Nếu mà cây đẹp về chơi cũng bắt đầu hiện ra được nhiều cả. Không mua được thì các bạn là mới chơi cũng mua cơ loại mấy trăm vài triệu bạc về cho bỏ hết. À, hôm là lại thấy bao hôm mà đâu góp lại thì bao tiền như người. Các chị chơi đồ uống đồ sứ đầu tiên thì mai là ngày mười một đến của cái quả hành đen đẹp đấy. Ồ, sáng được đâu cơ mà chụp kiếm được những cái đồ như này giờ đâu cũng dễ đâu. Chân bệ cái này chỉ chờ thôi, chờ nó đẹp đấy. Cây cây cùng đen hôm nay đẹp, đen hôm nay mang cây đẹp. Hoa sữa dễ làm lắm, nó rất là mềm và nó dễ sống. Uống nước thì dễ, để có hoa thì không biết khó, chắc là khó. Còn sữa mà chơi trông giống chậu ấy, mà có hoa hay mà mini thì khó lắm, chắc phải chơi cây to thả sổng mới có hoa. Chơi cái xi này thì đẹp, xi này đẹp, chân bệ tốt, xi đẹp. Tí nữa nhảy vào góc trong rồi quay về mặt sau. Hôm nay trên này có cái xi này là hàng mini là ổn nhất. Có một số cái quái và cái to. Mà mỏng mai này. Có người gọi cho tao nhưng mà anh em gặp nhau chỗ nào thì tao hẹn mày. Nắng lắm. Thôi thì xin phép cứ làm việc của mình thôi. Chứ còn giá cả thì thế là nó không phải vào nhà vườn mà nó ở ngoài chợ. Các bác có hỏi thì là tham khảo. Muốn gặp được thì cũng phải ra chợ đấy. Cây mai đá khai thác quên mặt sau của cây xi một chút nữa sau cây xi đấy thì thực tế mà những cây mini bây giờ thì nó tưởng là cổ ngọn hoặc là tay cành cắt ra thôi thì mới được già như thế này. Và cái đấy thì nó không quan trọng là cái thời gian của các bác. Và cây nó có tương lai từ những cái rễ này sau nó to lên bằng này và nó già trắng như này thì một vài năm nữa thì cây này rất là giá trị. Cành hay là hạt lên không quan trọng. Đây là hùng đen nhé, hùng đen là mấy video trước là có số rồi, 20 triệu.
phòng ren thì bán là khá là cứng, à, không nói khách nhiều. Đơn vàng. Ok, để sang khu vực khác các bác nhé. Chủ cây ngồi hết trên này này. Còn nắng thứ hai là mình quay phim thì cũng không phải là người mua, ít khi mua, khoảng khi thích mới mua hoặc là dừng quay thì mới mua. Nên là các bác cũng mặc kệ mà.